vào video này thì chúng tôi xin phép được giới thiệu với quý vị và các bạn một số cây mà Postform mang đến hội chợ triển lãm sinh vật tại Bắc Ninh nhé. Xin mời quý vị và các bạn cùng đi sâu vào trong để xem là chúng tôi mang đến những cây bonsai đẹp như thế nào với hội chợ này. Cây xanh nam biển rất là già và gần như là ai vào cũng rất là mê. Vâng, với một cây xanh như thế này thì giá của chúng tôi lại cực kỳ phải chăng các bạn, giá cực kỳ phải chăng luôn. Và nếu quý vị nào mà quan tâm đến cây xanh đẹp như thế này già một năm thay lá một lần thì quý vị hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại là 0966 061033 để chúng tôi được báo giá nhé. Còn nếu đến hội chợ thì quý vị sẽ được báo thẳng giá luôn, tuy nhiên là trên mạng xã hội chúng tôi không dám báo giá vì do là rất nhiều vị khách sẽ có những cái bình luận mà không hay, vì cây thì nó là vô giá nên chúng tôi cực kỳ khó báo giá trên mạng. Dạ vâng ạ, chúng ta sẽ cùng quan sát một vòng cây này để xem cái đẹp như thế nào quý vị nhé. Gần như cây không được để lá nhiều đâu anh ạ, một năm thay lá đúng một lần. Một cái xanh ngắt như thế này mà chi ra một nó đầy đủ hết rồi, anh chỉ được chơi thôi. Em cũng vừa trình bày với các anh đấy, cây này khi mà em mua cách đây nhiều năm mà nó đã có giá gần trăm. Chỉ vì một nhược điểm như vậy mà để cho nó có giá. Đây, nhìn khi nước mưa vào vỏ cây thì đã chuyển hết sang màu vàng rồi. Cây rất là già. Chỉ cần có một chút nước thôi là phần vỏ cây đã bị chuyển màu thưa quý vị. Tất cả vỏ cây thì đã chuyển thành màu vàng và rất nhiều vết mốc trắng từ lâu rồi đấy. Đây ạ. Ngoài những vết mốc trắng thì cây cũng có rất nhiều những cái phần sần sùi như kiểu da cá sấu nữa. Nếu quý vị mà đến với hội chợ triển lãm sinh vật ở Bắc Ninh thì hãy ghé qua Postform ở phía bên cánh phải của Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc để chiêm ngưỡng cây của chúng tôi nhé. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đi vào trong để chiêm ngưỡng thêm nhiều cây đẹp của chúng tôi nữa. Rất nhiều cây đẹp đúng không ạ? Đây, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng ngắm kỹ hơn một cây nữa. Giá thì cũng rất phải chăng thưa quý vị và các bạn, chỉ trên 10 một chút thôi. Cây xanh Nam Điền. Cây xanh Nam Điền giá khá là đẹp và như đây là phôi của chúng tôi đang hoàn thiện thưa quý vị. Một cây phôi đang hoàn thiện với bộ bệ móng rồng cực kỳ đẹp như thế này. Đây ạ, rất là đẹp đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng đi tiếp nhá. Chỗ này thì hơi ồn một chút, anh sang bên này. Hơi ồn một chút. Đây cây này đi, cây này luôn. Một cây với bộ bệ rộng to như thế này, quý vị có thể thấy này. Bộ bệ của nó thì phải cỡ đến theo cái bề rộng của nó nhé, là đã cỡ gần hai găng tay của tôi rồi. Một cây rất là già, một cây phôi rất là già, đẹp như thế này. Cây nếu quý vị nào quan tâm và cây và cảm thấy rằng là hứng thú với một cây xanh, với một phôi sạch cực kỳ đẹp, già có nhiều u cục như thế này thì hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại mà chúng tôi vẫn đọc đây ạ, 0966 061033, hoặc đến tại hội chợ triển lãm sinh vật ở Bắc Ninh để ủng hộ chúng tôi nhé quý vị nhé, bởi chúng tôi đang rất cần quý vị và các bạn hãy đến bê bớt gốm, bê bớt cây về nhà quý vị và các bạn giúp chúng tôi để chúng tôi khi đi thì kiếm kịp nhiều chuyến xe, nhưng khi về chúng tôi rất mong chờ là chỉ có một chuyến xe duy nhất nhỏ gọn mang về thôi. Và sau đợt này thì chúng tôi rất mong là chúng tôi sẽ được nhập thêm một lô hàng hoàn toàn mới thưa quý vị. Vâng ạ, và quý vị đừng quên rằng mỗi lần xem video thì hãy bỏ ra 5 giây để ủng hộ kênh của tôi. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đi chiêm ngưỡng lần lượt từng cây một của Postform tại hội chợ triển lãm sinh vật cảnh, và để hiểu rằng tại sao cái khách hàng đến với chúng tôi thì đều nói rằng là ở Postform toàn những cây chất với cả phôi chất thưa quý vị và các bạn. Anh giúp em quay từng cây một, quay cẩn thận xung quanh cây luôn của em ạ. Cây xì bút hồng,